Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. Hôm nay Nhật sẽ giới thiệu với anh em một sản phẩm có cấu hình vô cùng là mạnh mẽ luôn. Sản phẩm này thuộc thương hiệu là Sansui và tên model sản phẩm là AU Alpha 7-7i. Em này có công suất đến tận 320W. So với dòng Alpha 6-7 thì dòng Alpha 7-7 sẽ có công suất vượt trội đến hơn hẳn 70W, hơn rất nhiều dòng loa nội địa Nhật mà có tầm giá là dưới 9 triệu mà hiện tại mình đang kinh doanh. Và hiện tại thì mình đang bán sản phẩm này với mức giá là 8.700.000 đồng và bao ship toàn quốc luôn cho các bạn. Các bạn muốn mua thì có thể liên hệ số điện thoại hoặc Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem sơ qua về hình thức của sản phẩm. Và sản phẩm này thì mình vừa mới vào hàng, ngoại hình còn mới đến 95%. Đây các bạn xem, đây là vỏ gỗ của máy, các bạn nhìn rất là đẹp luôn, không có tì vết. Và gỗ này là bằng gỗ không có bóng nha các bạn. Các bạn không sợ bị bám mồ hôi và dấu vân tay vào. Đây, vỏ gỗ còn rất là đẹp, tinh tươm, màu nâu đất, màu đỏ như vậy, đỏ đất, đỏ đô. Còn đây thì là mặt trước của sản phẩm. Đây là thiết kế là quá quen thuộc của dòng Alpha các bạn. Đây, mặt trên sẽ làm bằng là sơn bóng, mặt dưới là sơn mà phay xước, sơn mờ các bạn, đen mờ. Còn đây là sơn đen bóng. Và sản phẩm sẽ trang bị là rất là đầy đủ các nút chức năng. Đây các bạn, và đặc biệt là trên mỗi nút chức năng sản phẩm đều có một cái đèn LED màu cam đây các bạn. Đây, đây các bạn thấy đèn LED màu cam lúc này cũng có luôn. Đây, sọc direct cũng có luôn các bạn. Còn đây là các cổng kết nối tín hiệu nguồn vào, thì các bạn nhấn vào cái nút nào thì sẽ có đèn LED màu cam ở phía trên. Đây, mình test thử các bạn, đôi nét cũng có đèn LED luôn các bạn. Rồi, mặt trước của sản phẩm thì mình thấy là cũng rất là đơn giản như bao sản phẩm khác. Và đặc biệt là các cổng tín hiệu nguồn vào này đến tận là 8 cổng đó các bạn. Chức năng thu âm, chức năng đặc biệt đây là chức năng làm cục đẩy các bạn. Cục sức 320W thì dư sức rồi các bạn. Sử dụng sản phẩm này với vai trò như là một cục đẩy rồi. Đây, đây có hai nút chức năng là loa A và loa B. Các bạn có thể kết nối cùng lúc vào 4 loa. Còn về mặt sau của sản phẩm, ở đây chúng ta sẽ thấy là tem của sản phẩm, điện 100V, công suất 320W, hàng made in Japan nữa các bạn. Ở đây sẽ có 8 chập loa với thiết kế là đứng hay một chiều dọc, cùng có hệ thống loa A và hệ thống loa B, trở kháng là từ 4-16 ohm. Đây là một dải trở kháng rất là rộng, phù hợp với hầu hết các cặp loa trên thị trường hiện nay. Đây là số serial sản phẩm. Ở đây chúng ta sẽ thấy là cổng kết nối và tín hiệu làm đẩy các bạn, có hai cổng luôn, và có cổng mà sử dụng qua jack ba lăng luôn các bạn à. Còn đây là cổng nghe qua tép và chức năng ghi âm, chức năng là professor. Còn đây là các cổng tín hiệu nguồn vào. Và cấu hình thì sản phẩm này sẽ được trang bị 8 sò thang, 2 tụ dập nguồn to và tăng phô lớn. Và trọng lượng của sản phẩm này phải nói là đến tính tận 22kg rồi các bạn à. Đặc biệt là các dòng sản phẩm của Sansui thì các bạn sẽ dễ dàng phối ghép mà không muốn bị kén loa. Cộng với cái công suất khủng như thế này thì nó sẽ gồng gánh tốt được cái hệ thống âm thanh nhà của các bạn. Và thôi không dài dòng nữa, mình mời các bạn cùng thưởng thức chất âm của
Sansui AU Alpha 737i. Mình đang ghép sản phẩm này với cặp loa JBL 4 tấc. Vì những cặp loa thứ dữ này thì mới nhả được hết chất âm của 737i các bạn à. Chơi những dòng loa nhỏ thì nó sẽ đánh không ra được hết chất âm của công ty này. Đây, mình tắt mute đi. Super nít sọc direct, mình nghe trực tiếp qua CD. Âm thanh dữ dội quá các bạn. Chưa điều chỉnh bass chết nhưng mà bass đã rất là mạnh rồi các bạn à. Ghép trở lại mức không. Chất âm của sản phẩm là Sansui 737i này so với
sản phẩm 6-7KX mà mình làm hôm trước, thì kết âm của sản phẩm này đúng là cho mình một cái cảm giác như là phấn khích hơn các bạn à. Nếu các bạn mà càng ngày càng muốn nghe thêm, thích hợp các bạn nghe những bản nhạc mà có giai điệu sôi nổi, trẻ trung như là nhạc pop hay là nhạc IDM hay là nhạc rock, các bạn sẽ cảm thấy được hết được cái độ hay của sản phẩm này. Rồi, các bạn thấy sao về chất âm của sản phẩm này thì hãy để lại bình luận bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian theo dõi video của Nhật Audio. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những lần tới.